Tôi cùng chấn cảnh Nghệ An, đất Hoàng Mười chấn cảnh Nghệ An. Khi về tiên bản ông làm quan, đất phủ dày. Chúng bay sẽ bị đánh tới bời.
chỉ trời đánh đông dẹp bắc việc ngoài đồng dung. Trong gia trung
lòng cho lên. Ông cho họ lê kể từ đi mà cầu nên ước được trong gia chúc có lòng thank you.
mà vờn quanh ngọn gió. Xuân nghề quê hoang thì hoa cỏ vô nhà nước sông sông.
Bên thủy đất nhà sẽ ra hồi.